báo công an xã Trung Phong về việc tiếp tục cấp căn cước công dân tại địa bàn xã Trung Phong. Thời gian bắt đầu làm từ 6 giờ đến 21 giờ ngày 11 tháng 9. Nãy chép lâu ca ngầu luôn nữa bây giờ có ai khiêng đồ vô hay sao đấy sẽ có yếu hay không mát yếu mấy cái này
Đi lấy đơn thế. Mơ kịch lạnh cho mày mày mơ ca nữa. Chuyên gia live stream hả? Cười nó ra. Cười mang cái này, cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rau cả. Đây nè nè. Thấy chưa? Lên lùi nè. Dạ, gắn cổ nghe ông kia nè. Thank you.
Ông ơi du lịch cả. Xa đi, ta yêu
mấy năm mới còn mấy năm thầy mực con này chụp tao bao lát bao lát đứng đứng ra trước con đứng ra trước đi. Xe bỏ về xe bỏ lấy nhé hợp lấy nha sáu trăm anh chụp hình là voi ca cho anh ca hết Chụp vừa. Chụp vừa. Xa. Rồi. Rồi. Đây, chụp lùa xa đó.